Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Tùy, đang sinh sống và làm việc tại Chư Prong, Gia Lai. Hôm nay tôi làm video này thì để cảm ơn anh Trần Đức Dũng. Nói về anh thì anh là một người đàn ông rất là mạnh mẽ, giàu lòng nhân ái, thích giúp đỡ người khác. Và một cơ duyên tôi gặp anh tình cờ thì anh đã chia sẻ cho tôi biết về dòng sản phẩm để chăm sóc sức khỏe và giải quyết được cái vấn đề sức khỏe cho tôi, đó là tôi đã bị gai đốt sống lưng và đốt thắt cổ. Và cũng là nhờ anh chia sẻ cái dòng sản phẩm cho tôi mà cho tôi giúp đỡ tôi kiếm thêm một cái công việc để tôi kiếm thêm được cái nguồn thu nhập cho mình. Và đấy là hiện anh đang là đối tác của một cái tập đoàn chăm sóc sức khỏe của Severin của Nga. Và ai mà quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mình cũng như là muốn kiếm thêm một cái công việc để gia tăng thu nhập thì hãy liên hệ với anh Trần Đức Dũng hãy liên hệ với anh và theo dõi anh qua kênh Facebook, YouTube mang tên là Trần Đức Dũng. Anh sẽ giúp đỡ các bạn để có được một cái sức khỏe và một cái công việc mà mình mong muốn. Và qua đây tôi cũng rất cảm ơn và biết ơn anh rất là nhiều.